Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, ban sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hàng loạt dự án giao thông có quy mô lớn thuộc phạm vi nội đô, cửa ngõ liên vùng và đặc biệt là những dự án trọng điểm quốc gia như vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Thông tin tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào chiều nay, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tham dự. Mục tiêu của Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông thành phố trong năm 2024 sẽ trình phê duyệt và điều chỉnh trên 50 dự án, khởi công xây dựng gần 30 gói thầu, trong đó nổi bật có dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái, đường vành đai 2 đoạn 1, đoạn 2 và hoàn thành 38 dự án gói thầu trọng tâm như xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nam Lý Rạch Đĩa, mở rộng nâng cấp đường Dương Quảng Hàm Tân Kỳ Tân Quý và đường Đồng Văn Cống. Bên cạnh đó, ban cũng sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 40 dự án, phối hợp các đơn vị liên quan lập và trình chủ trương đầu tư 30 dự án, đặc biệt sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ hơn 95% kế hoạch vốn được giao với trên 12.800 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Giao thông sẽ tập trung triển khai 20 nhóm giải pháp và chương trình hành động, trong đó có những giải pháp trọng tâm. Tổ chức bộ máy chuẩn bị tốt nhất cái nguồn nhân lực, chuẩn bị tốt nhất các quy trình phối hợp sẽ là một trong những giải pháp trọng tâm. Thứ hai đó là công tác áp dụng công nghệ thông tin và đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số trong toàn bộ cái việc triển khai quản lý điều hành các dự án. Và giải pháp thứ ba đó chính là tăng cường công tác phối hợp, đeo bám, đôn đốc để làm sao chúng ta thực hiện tốt nhất, rút ngắn nhất cái thời gian xử lý công việc. Chúng ta tập trung cho các cái nhiệm vụ trọng tâm, những cái hồ sơ dự án mà cần trình thẩm định thì chúng ta phối hợp với các sở ngành để chúng ta hoàn thiện và chúng ta trình sớm, triển khai sớm. Việc thứ hai đó là giải phóng mặt bằng. Tôi đề nghị là trong tháng này, sau hội nghị này, chúng ta phải xác định cho được nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời các đồng chí báo cáo để ủy ban thành phố chỉ đạo. Hai cái khối lượng công việc này đó chậm nhất là đến tháng 6 năm 2024 là chúng ta phải xong. Khối thứ ba trong công việc đó là các cái dự án khởi công và hoàn thành trong năm nay, đặc biệt là các cái dự án trọng điểm. Tôi đề nghị là từng đồng chí phụ trách dự án đó phải lên một cái kế hoạch chi tiết để chúng ta đảm bảo là tới thời điểm đó ta sẵn sàng đưa vào sử dụng. Và cái nhóm thứ hai là nhóm khởi công, tất cả những cái thủ tục dự án chúng ta phải chuẩn bị cho nó nhịp nhàng, cố gắng làm sao nhanh chóng kết thúc các dự án kéo dài. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng lưu ý, kế hoạch vốn được giao của Ban Giao thông trong năm 2024 giảm nhiều so với năm 2023. Tuy nhiên, khối lượng công việc hoàn toàn không giảm, thậm chí còn tăng, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ mới và điều chỉnh các dự án. Vì vậy, từng phòng ban, bộ phận phải tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp, phối hợp thực hiện hiệu quả mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, nếu có phương pháp quản lý hiệu quả có thể hoàn thành nhiệm vụ gấp 2 đến 3 lần. Trong năm 2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đã khởi công xây dựng 26 gói thầu dự án, trong đó hoàn thành và đưa vào khai thác 17 dự án. Đồng thời, Ban cũng phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh quyết toán gần 30 dự án và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 15 dự án. Riêng về giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 đạt 98%, tương ứng với hơn 20.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với lượng vốn giải ngân năm 2022.